Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. FS hồi sưng dữ dội, làm chân người xem thích thú. Cái chiếc FS đầu hôm nay là một cái chiếc FS 110 thế hệ thứ hai, được nhiều người tiêu dùng biết đến với kiểu dáng thanh thoát đầy quyến rũ, nhưng chế chiêu đã bị Honda ngưỡng sức cách đây hơn 10 năm. Và tất cả tình cảm dành con xế cưng, người chủ của chiếc AB hôm nay đã hồi sinh em ấy trao cho một nét đẹp đầy quyến rũ bóng bẩy. Cái dàn tay lái trước của chiếc AB hôm nay đã được thay mới hoàn toàn bởi một cái dàn tay lái của Lead Viral thế hệ từ năm 2014 đến 2017, đem đến cho cái chiếc AB độ một cái diện mạo phong cách không kém phần hiện đại. Chưa hết, người chủ còn chơi lớn khi quyết định bọc sợi carbon lên cái vị trí này. Toàn bộ quá trình này đã ngốn gần 12 triệu. Từ cái ổ khóa nguyên bản, người chủ đã nâng cấp thành một chìa khóa Smart Key dành cho cái chiếc SH, đem tính khả năng chống trộm tốt hơn. Do cái chiếc AB độ hiện tại đã sở cho mình rất nhiều đồ chơi hàng hiệu. Ngoài cái cặp cụm nắng CC Carbon bóng bẩy thì cái chiếc AB hôm nay còn nâng cấp thêm cụm ga Domino hay ga dưới. Nó vừa tăng thêm cái sự cao cấp dàn tay lái và còn có thể cút cán hành trình ga, đem tính cái cảm giác lái bốc và phấn khích hơn. Nằm bên trong hệ thống đèn lái là bi cầu LED Titan Gold và cái viền DL phong cách của những dòng là BMW. Bên dưới còn có sự bổ sung thêm cái cặp đờ mi gầm Mini Pravin. Với một hệ thống chiếu sáng này chắc chắn sẽ đem đến hiệu năng ánh sáng vô cùng mạnh mẽ. Với bộ mâm của chiếc Waro 105 thì dàn chân của chiếc AB độ hôm nay nó trông vô cùng thể thao hơn khá nhiều. Cái cảm giác là chưa hài lòng lắm với hệ thống thắng nên người chủ buộc lên cái con heo của Rainbow 4X đi cùng đĩa của CC. Cái dầu trước động dụng heo, bấm đầu CC kèm ngắt dọc CC. Toàn bộ cái chiếc AB độ hôm nay đều phủ kính bằng vỏ Titan cam màu xanh tím khá nổi bật. Chắc chắn việc ốc này vẫn chưa thể nổi bật bằng cái cặp phục Raceboy ti vàng xịn sò. Cái cặp phục này đang bán mức giá gần 5,5 triệu. Cái khối động cơ của chiếc Air Blade hôm nay đã được tối ưu rất nhiều bởi những món phụ tùng hiệu suất cao như là EQ, nọt của Quister, lọc gió của BMC vân. Nhưng quan trọng nhất chính là cable đến từ là OPBR, đem tới âm thanh hùng hổ, đảm nhận cái nhiệm vụ thoát hơi tốt cho cái khối động cơ Jin. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Vyro dọn chuyển đẹp đến mức ngỡ ngàng. Cái chiếc Vyro độ hôm nay chắc chắn sẽ làm là anh em mê mẩn bởi phong cách đầy bóng bẩy và sang trọng của nó. Không chờ dòng nữa, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng em ấy nhé. Khoác cho mình một cái màu là xám xi măng bóng bẩy, cái chiếc xe giờ đây trở nên bóng và đẹp hơn rất nhiều khi không tận dụng bất cứ chi tiết tem nào. Mẫu nguyên bản được thay mới bật làm Raceboy 8K dành riêng cho Vyro. Nó có ưu điểm là trọng lượng nhẹ hơn, kiểu dáng cũng cứng cáp hơn. Giá cặp mâm này đâu đó ở mức gần là 2,5 triệu. Hiệu năng kiềm hãm chiếc xe đã được cường hóa rất nhiều bởi các đôi heo của Fando hàng biết xứng đi cùng đĩa của King Beast, một cái lựa chọn đáng đồng tiền bắt gạo của người chủ với mức giá tầm gần 6 triệu. Các chiếc lọc gió độ được khoe rất là khéo léo, giáp lọc gió trong suốt vô cùng lạc với cái dòng chữ Honda rực lửa. Chi tiết trên còn được điểm xuyết nhẹ nhàng bởi dạng ốc Titan cái màu xanh tím sực sỡ. Không lựa chọn những dòng bộ 4 đình đám như những cái bản dọn khác, người chủ cái chiếc xe hôm nay trang bị cho mình cái bộ của R8 đến từ Bình Hải, kiểu dáng tương tự như Jin nhưng âm thanh của nó rất là lực và dũng mãnh, không thua kém gì những bộ khác. Dù được dọn phong cách đơn giản nhưng em ấy vẫn khá ấn tượng theo cảm nhận riêng của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để chi tiết nhớ like, subscribe.